bọn mình đã hoàn thành cái món khoai lang lắc phô mai. Đấy, các bạn có nhìn thấy không, nó rất là đẹp mắt luôn. Cái khoai lang này mình không cần phải ăn với tương ớt đâu các bạn, tại vì mình đã thấy cái phô mai nó đã mặn mặn rồi, nó đã rất là vừa ăn rồi đó. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vui Vào Bếp. Hôm nay bọn mình sẽ làm một cái món ăn vặt rất là đơn giản luôn các bạn. Bọn mình sẽ làm món khoai lang chiên lắc phô mai nha. Thì để làm cái món khoai lang chiên này, ở đây bọn mình đã có sẵn đây là 3 củ khoai lang rồi nè các bạn. Thì đây mình tùy thuộc vào mình ăn nhiều hay ít nha. Bọn mình hai người từng đây thôi. Rồi tiếp theo là bột phô mai. Bột phô mai này bọn mình mua ở ngay chỗ mấy cái cửa hiệu bán bánh đó các bạn. Đó, nó cũng rất là dễ tìm luôn. Rồi cuối cùng là mình sử dụng một chút xíu bột chiên giòn. Rồi, đó là về thành phần nguyên liệu các bạn, cực kỳ đơn giản luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành gọt khoai lang trước. Rồi, khoai lang mình đã gọt xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái tô nước muối để mình sắc khoai lang ra. Rồi xong mình sẽ cho ngay vào nước muối cho để nó bị đen. Rồi cho vào đây cỡ muỗng cà phê, 2 muỗng cà phê muối là được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sắc khoai lang. Mình sẽ sắc theo cái chiều dọc của khoai lang này các bạn. Thì cái này mình canh mình sắc cái miếng cho nó vừa ăn thôi nha các bạn. Mà cái khoai lang này nè các bạn, mình cũng đừng có sắc cái miếng to quá nha. To quá hồi tí mình bỏ lên mình chiên á, nó khó chín lắm. Do cái củ khoai lang của mình nó cũng nhỏ nữa, mình sắc cái miếng nó nhỏ nhỏ cho nên không cần phải luộc qua. Còn với bạn nào mình có củ khoai lang nó to, mình sắc miếng to thì mình sẽ phải luộc qua trước khi mình chiên nha các bạn, để đảm bảo là nó sẽ chín. Khoai lang sau khi chảy dọc xong nè các bạn, thì mình sẽ ngâm trong nước muối khoảng 15 phút. Sau đó mình sẽ vớt ra để ráo, rồi mình sẽ tiến hành tẩm bột để đi chiên nha các bạn. Khoai lang sau khi mà mình ngâm nước muối xong đó các bạn, thì mình sẽ để ráo một chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ ướp vào trong này một chút xíu muối nha. Rồi, cho vào đây chút xíu muối. Lắc cho nó đều lên. Rồi kế đến là mình sẽ cho bột chiên giòn vào luôn nha các bạn. Mình sẽ phủ bột chiên giòn lên khoai luôn. Rồi lắc cho nó đều lên. Mình sẽ cho một ít bột chiên giòn vào trước rồi mình lắc. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm chút nữa. Mình cho lần lượt thôi nha các bạn. Nếu mà cho vào hết một lần là nó dễ bị vón cục lắm. Rồi cuối cùng là các bạn, mình sẽ cho hết cái chỗ bột chiên giòn của mình vào luôn nha. Mình lắc vậy là nó đều, nó phủ hết luôn cái khoai lang của mình đó các bạn. Rồi bây giờ là toàn bộ nó phủ được trắng hết rồi nè. Bây giờ mình chuẩn bị mình chiên nha. Rồi dầu bây giờ đã sôi nè các bạn, mình sẽ chuẩn bị mình chiên khoai lang thôi. Rồi cho khoai lang vô. Ấy, cái miếng khoai lang này nó nhỏ rồi các bạn, nó không có dày lắm nữa cho nên chiên sẽ nhanh thôi. Mình sẽ chiên khoai lang ở cái lửa trung bình thôi nha các bạn, mình sẽ không để lửa lớn. Rồi khoai lang mình đã chiên nãy giờ được khoảng 3-4 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Nó vàng hết rồi đây nè. Rồi mình sẽ cho ra giấy hâm dầu để cho nó ráo nước một hồi mình. Mình sẽ cho ra giấy hâm dầu để cho nó ráo dầu các bạn. Tí nữa mình sẽ lắc phô mai cho nó dễ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình chiên cái mẻ tiếp theo. Rồi sau khi mình chiên xong cái mẻ này thì mình sẽ đem ra để mình lắc phô mai nha các bạn. Rồi khoai lang nãy giờ mình đã để cho nó ráo dầu rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào cái hộp này để mình lắc thôi. Rồi các bạn, mình cho cái khoai lang mình vô ít ít thôi nha các bạn, để mình lắc lần lượt á cho nó dễ. Mình mà cho nhiều quá hồi nó khó lắc lắm. Mình cho ở đây 3 muỗng phô mai nha các bạn. Thì ở đây là bạn nào thích ăn phô mai nhiều thì mình sẽ cho nhiều thôi. Cái liều lượng này là tùy vào cái sở thích của từng người. Rồi bây giờ mình sẽ lắc lên. Rồi bây giờ mình sẽ lắc nó lên nha mấy bạn.
giống như lắc bộ cua vậy. Rồi giờ phô mai nó đã phủ gần hết cái khoai lang của mình rồi nè. Mình sẽ cho thêm một chút xíu nữa cho nó phủ đều đều lên luôn. Rồi đây nè các bạn, các bạn có thấy không? Đó, cái khoai lang của mình nó đã phủ hết phô mai rồi, nhìn rất là đẹp mắt luôn nha. Đây bây giờ mình sẽ mang ra dĩa cho các bạn xem nha, đẹp lắm. Các nhìn thấy nó rất là đẹp mắt luôn. Cái khoai lang này mình không cần phải ăn với tương ớt đâu các bạn, bởi vì mình đã thấy cái phô mai nó đã mặn mặn rồi, nó đã rất là vừa ăn rồi đó. Cái vỏ ngoài của cái khoai lang này lúc nãy mình chiên bằng cái bột chiên giòn cho nó cũng khá là giòn. Rồi món này mình sẽ dùng để ăn vặt nè, cho mấy đứa nhỏ ăn thì tụi nó thích mê lắm. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình nha các bạn. Nếu các bạn thích video clip này, các bạn hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip kế tiếp của mình.